Theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 125 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017, phạt tù từ 2 đến 7 năm tù đối với người cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù đối với một trong các trường hợp sau đây: bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế và văn hóa. Phạt tù từ 10 đến 15 năm đối với các trường hợp sau đây: phạm tội có tổ chức, bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật, phạm tội hai lần trở lên, gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Về các hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.